Mến chào quý vị, mình là bác sĩ Cường, mình là bác sĩ nội khoa và chuyên khoa tim tại thành phố Vancouver, BC, Canada. Xin lỗi quý vị là mình phải đeo mask tại vì luật ở Canada này vẫn yêu cầu các nhân viên y tế đeo mask ở trong phòng mạch hoặc trong bệnh viện. Tại vì cái video này mình để lên post public cho nên mình phải đeo mask. Như quý vị cũng biết, tình hình dịch bệnh COVID, đặc biệt là ở Việt Nam, đang trở nên rất là nghiêm trọng. Mà thực sự ở bên Canada và bên Mỹ này cũng chưa hết nữa. Ở bên Mỹ thì các ca nhiễm đã tăng trở lại, tại vì giãn cách đã được giảm xuống, cho nên người ta cũng bị lây nhiễm trở lại. Còn ở Việt Nam thì rất là nghiêm trọng. Hy vọng cái video này sẽ giúp quý vị thận trọng hơn và giúp chúng ta sống sót qua cái đại dịch này, và có thể giúp gia đình và mọi người sống một cách an toàn hơn và mạnh khỏe hơn. Điều đầu tiên mình muốn nói cho quý vị biết là đừng có mong là con COVID này nó sẽ biến đi trong vòng 1-2 tháng hay là 1 năm. Có thể là mình phải sống với nó một thời gian rất là dài, giống như là các bệnh cảm cúm này nọ, nó sẽ không đi đâu. Có thể là một thời gian tới, khi mà mọi người được chích ngừa này nọ, chích hết, nếu mà 70% dân số được chích ngừa thì dịch bệnh nó sẽ đỡ hơn và mình sẽ được không phải giãn cách nữa, nhưng mà phải sống một cuộc sống mới. The new normal, mình chắc sẽ không có trở lại bình thường nữa đâu. Bên Canada hay bên Mỹ này cũng vậy, những cái cách sống, cái cuộc sống mà trước khi dịch bệnh đã không còn nữa, bây giờ thì người ta vẫn cẩn thận hơn, ra đường người ta vẫn còn đeo mask, người ta vẫn e ngại hơn, cũng giống như ngày xưa nữa. Cho nên mình đừng có nghĩ là trong vòng 1-2 tháng hay là 6 tháng hay là 1 năm nữa mình sẽ trở lại bình thường. Cái đó có thể không xảy ra đâu. Cho nên mình là cứ phải cẩn thận thì tốt hơn. Cái thứ hai nữa, quan trọng nữa là cái con COVID này nó tồn tại càng lâu ở trong cộng đồng, nó càng lây lan nhiều thì nó càng có thể biến thể ra và biến thể thành các con khác và mạnh hơn và lây lan nhanh hơn những con trước nữa. Ví dụ bây giờ là cái con Delta, con đầu tiên là con Alpha. Alpha là 70% dân số Mỹ hồi đó là bị con Alpha, còn bây giờ là con Delta. Delta thì nó lây rất là nhanh, lây nhanh hơn con Alpha, và nó có khả năng làm cho người ta bệnh nặng hơn con Alpha, và nó có thể khả năng có một phần nào lẫn trốn hệ thống miễn dịch và có thể không có vaccine, cũng không có hiệu quả mấy. Cho nên phòng bệnh hơn chữa bệnh. Ok. Với điều thứ hai mà quý vị nên biết là đừng có nghĩ mình trẻ mà không bị bệnh. Báo đài, các tin tức đưa tên thì toàn mấy người mà bị nặng hoặc bị vô nhà thương hay là lên nằm máy thở, là những người già có bệnh nền. Nhưng mà nên nhớ, mình đã thấy, mình đã chăm sóc người bệnh nhân COVID rồi, những người trẻ cũng bị, không có bệnh nền thì cũng bị hết. Nhiều người rất là trẻ, khoảng dưới 30 cũng đều bị và cũng đã lên máy thở, và những người cũng mất mạng sống vì con COVID này. Cho nên đừng có nghĩ là mình trẻ, mình không có bệnh nền, mình khỏe là mình cứ vậy, mình không có phòng chống nó, mà mình không có sợ nó. Nếu mà mình bị rồi đó, khả năng là mình có thể nằm trên máy thở, phải vô nhà thương. Mà quý vị nên nhớ như vậy, khi mà đã vô nhà thương rồi, nằm trên máy thở mà có trở ra thì có về được nhà thì con người nó không bình thường trở lại được nữa. Quý vị cứ nghĩ là nó đặt một cái ống, bác sĩ người ta đặt một cái ống bằng cái đầu ngón cái này vô cái cuống họng của mình, mình chỉ một cây tăm mình bỏ cho thôi, mình chịu không nổi đặt cái đó. Mà thí dụ đã lên máy thở rồi, ở trên đó 1-2 tháng mới xuống được thì còn gì nữa. Rồi khi như vậy rồi phải lọc thận, rồi lọc máu, cho nên khi về đó con người nó không bình thường, là nó đau tim, nó đau ngực, rồi nó khó thở, rồi dây thần kinh nó bị bại liệt, người không bình thường nữa. Cho nên là tốt hơn hết là mình tránh nó và mình phòng nó. Cho nên đừng có để xảy ra rồi, và đừng có nghĩ là mình khỏe. Con virus này nó không có care ai là khỏe, ai mạnh ai yếu đâu, đừng có nên nghĩ như vậy. Mình đã thấy rất nhiều người bạn trẻ
cuộc sống đã thay đổi, mất mạng có nhiều người bị và trở lại không bình thường nữa. Cho nên tốt hơn hết nhớ take it seriously, đừng có coi thường nó là phiền. Một điều nữa mình muốn nói đó là vaccine đó, vaccine tí mình nói thêm về vaccine, nhưng mà mình nghĩ vaccine ở Việt Nam bây giờ chưa có đâu, chưa có đủ đâu. Nếu mà cần chích cho tất cả dân số đó thì phải 100 một mỗi người phải chích 2 liều, mà 70% dân số thì khoảng 100 mấy chục triệu liều, thì bao giờ Việt Nam chích mới hết được. Cho nên là quý vị cũng cũng đừng có mong vào vaccine nó sẽ tới sớm và mọi người chích thì lúc đó sẽ an toàn. Không có, mặc dù chích vaccine rồi, những người bị đã chích vaccine rồi nó vẫn bị lây. Đó, nó có thể lây, nhưng mà khả năng mình bị chết, khả năng mình vô nhà thương, mình bị nặng vì con Covid thì nó giảm thôi. Nhưng mà vaccine vẫn bị lây. Có nhiều người chích vaccine rồi bị lây và cũng có thể bị chết nữa. Cho nên đừng nghĩ mình chích vaccine rồi mình an toàn. Mình chích vaccine xong mình vẫn phải là cẩn thận. Đó, ok. Đó là những điều mình muốn nói trước khi mình vào vấn đề chính, để quý vị biết phòng chống con Covid này như thế nào. Về con Covid này, mấy cái video trước mình đã nói, nó chỉ là một cái nguyên tử protein thôi, nó không là một con sinh vật sống động gì cả. Nó lây qua nhiều đường lắm. Thứ nhất là đường không khí. Nó có thể tồn tại trong không khí 3 tiếng đồng hồ. Khi người ta nói nè, nói ra nè, thở ra nè, hắt xì nè, ho nè, đó, nó có thể ở trong không khí 3 giờ. Nhưng mà cho nên á, khi mình nói chuyện với một người mà mình không biết, người ngoài gia đình của mình mà mình không có gặp mỗi ngày đó, mình phải đứng cách xa 2 thước. Khi người ta ho, người ta nói thì cái con vi trùng, cái con Covid nào nó giăng ra, nó chỉ giăng trong vòng 2 thước là 3 feet, 3 feet thôi. Cho nên đó là tại sao người ta cần 2 thước và 3 feet. Khi mà nó ở trong không khí 3 tiếng, nhưng mà sau khi mà mười mấy phút đầu thì nó có thể, cái lượng của nó sẽ giảm xuống, nó sẽ rơi xuống đất. Cho nên cái người mà đi ra đường mà bị Covid á mà không nói chuyện vai thì khả năng nó lây nhiễm rất là ít. Ok. Cái thứ hai mà nó có thể lây là lây qua các bề mặt. Như vậy cũng biết, khi mà người ta ho hay là một người mà bị Covid, người ta chạm vô bề mặt, con vi trùng, con Covid nó có thể nằm trên đó một thời gian. Từ tùy theo bề mặt, nó có thể ở trên đó từ 24 cho tới 72 tiếng. Cho nên khi mình đúc vô cái bề mặt đó là mình có thể bị lây. Đó, cái điều kiện quan trọng mà để lây á, là nó phải qua lớp da của mình. Đó, ví dụ như quý vị đụng vào một bề mặt nào đó mà có con virus, không cho mình quên đi, mình chùi vào mắt, hay mình bỏ tay vào miệng, hay là mình chùi vào mũi đó, thì cái con virus đó, từ từ nó sẽ đi vô các cái đường đó, xong nó tấn công vô phổi của mình. Đó, nó đi vô phổi. Cho nên cái vấn đề quan trọng á, là khi quý vị á mà đụng vô cái bề mặt nào mà bề mặt lạ đó, mà quý vị chưa biết đó, mà quý vị nghi là có con virus đó, là mình phải rửa tay bằng chất cồn nhé. Chất cồn là phải 70% hay là 70% alcohol nha, hay là xịt mấy chất cồn 70% alcohol. Đó, thì quý vị biết là như vậy. Mấy cái này, mấy cái chai này quý vị nên xịt rồi chùi đi đó cho nó kỹ. Cái thứ hai là quý vị có thể làm là mình phải rửa tay ở xà bông 20 giây, 20 seconds. Tại vì 20 giây mới đủ, tại vì trong xà bông nó có một chất để làm tan cái màng chất béo của con virus nó đi, thì nó sẽ rớt xuống và nó chết đi. Cho nên khi quý vị đụng vô bề mặt nào hay là đi ra ngoài hay làm một cái gì đó, thì quý vị có thể lấy chất cồn mà 70% xịt rửa tay hoặc là rửa bằng xà bông 20 giây. Cái đường thứ ba nó có thể lây đó là lây qua phân. Đó, một người mà bị bệnh đó, khi người ta đi cầu, người ta đi toilet này nọ đó, người ta đi washroom này nọ đó, thì con Covid nó có thể ra trong phân. Cho nên khi mà đụng vô các bề mặt ở trên mấy cái bồn cầu này nọ, hay là có thể ngồi xuống này nọ mà trong cái bồn cầu mà người ta bị á, thì mình nó cũng có thể lây qua phân. Cho nên á, là mình cẩn thận mấy cái bề mặt khi mình đi này nọ, mình phải lau, một người nào đó mình chưa biết, mình phải lau bằng lau sạch sẽ rồi mình mới ngồi lên. Cái đó là một cái điều rất quan trọng quý vị nên nhớ. Ok. Bây giờ đó, nó lây như vậy thì cái triệu chứng nó như thế nào? Quý vị cũng biết, đa số ai cũng biết cái triệu chứng con Covid nó như thế nào rồi.
Nhiều người thì bị chóng mặt, nhiều người thì bị nhức đầu, nhưng mà cái triệu chứng chính á, là nó sốt, sốt cao lắm, trên 37 độ C, ok, 37 độ C, đó, rồi ho, ho khan hoặc ho có đờm, đó là cái triệu chứng thứ hai, ho với sốt đó là những cái triệu chứng rất là thường, đó, những người bị cảm á, cũng có thể bị ho hoặc sốt, nhưng mà cái sốt của trong cái con corona nó thường cao hơn và nó dai dẳng hơn, đó. Với người ta có thể cảm thấy khó thở, nếu mà con virus nó đi vô phổi rồi người ta có cảm thấy khó thở, người ta có thể thấy tim đập mạnh đó. Nhiều người mà nó ăn vào cái đường ruột á thì có thể bị đau bụng, bị tiêu chảy đó. Rồi nhiều cái triệu chứng mà khác nữa, thí dụ như là người cảm thấy ê ẩm rồi mệt khó chịu vã mồ hôi, những cái triệu chứng mà quý vị nên biết nữa, mà nó gọi là atypical symptom, triệu chứng mà không thường xảy ra, nghĩa là quý vị không ngửi thấy mùi gì nữa hết, mùi thức ăn không ngửi thấy, rồi ăn không có mùi vị nữa, ăn không ngon nữa, thì trước mình đã ăn ngon hôm nay tự nhiên ăn không ngon nữa, là quý vị nên nhớ là quý vị cũng có thể bị con COVID rồi đó. Những cái triệu chứng này mình nên nhớ đó. Thì khi mà mình nghi á mình bị con COVID này rồi thì mình phải làm như thế nào? Cái vấn đề đó là cái con COVID này á, nó có thể mình có thể nhiễm rồi, nhưng mà 2 3 ngày, 3 4 ngày mình chưa có triệu chứng. Đến hồi mình có triệu chứng rồi thì là mình đã bị mà 3 4 ngày, 2 3 ngày rồi. Cho nên cái vấn đề là quý vị nếu mà có triệu chứng là quý vị phải cách ly ngay lập tức nhé. Cách ly ngay lập tức. Cách ly là như thế nào? Cách ly là mình phải xài everything, xài mọi cái đồ phải riêng hết. Ok, chứ không mình xài chung cái gì hết á, tại vì nó có thể lây qua những cái đường mà mình đã nói rồi, lây cho người nhà, lây đủ thứ hết. Mình phải ở riêng, mình phải cách ly đúng 14 ngày, mình làm cái gì cũng riêng biệt, mình xài cái gì cũng phải riêng hết, mình không thể làm gì chung với ai hết, là mình không có nên nói chuyện với ai, mình ở riêng một mình như vậy. Đó là cách ly 14 tới 21 ngày, tại vì cái con virus này nó có thể lây cho tới ngày 14 luôn. Đó, cho nên là mình phải biết cái điều đó để mình ngăn ngừa nó. Khi mình nghi mình bị nhiễm rồi thì mình phải làm như thế nào? Thì thứ nhất là mình đừng hoảng sợ, ok? Tại vì đa số mình nói đó, người trẻ hay người già đều bị, nhưng mà đa số là người ta có thể đa số bệnh nhân COVID là chỉ bị triệu chứng nhẹ và người ta sẽ recover, người ta sẽ get over, người ta sẽ không bị gì hết. Rồi trong vòng bao nhiêu ngày đó bị sốt hay bị gì là người ta sẽ cơ thể nó sẽ khỏe lại. Đó thì mỗi người bị bệnh đều có một khả năng riêng hết, đó là tùy theo hệ thống miễn dịch của mình. Cái bệnh này nó không phải là cái gì hết, con virus nó không có làm cái gì hết, chỉ là cái hệ thống miễn dịch của mỗi người nó khác nhau, rồi nó phản chiến với nhau là cái triệu chứng như thế nào và cái hậu quả cái để lại như thế nào là do hệ thống miễn dịch của mình. Cho nên nhiều người bị bệnh thì triệu chứng nhẹ, nhiều người bị nặng mà nhiều người bị nặng hơn. Nó thì mình cho nên ở nhà mình phải cần những cái gì, nếu mà có thì quý vị nên mua một cái đồ đo nhiệt độ, cái đồ nhiệt kế, a thermometer, đó, cái nhiệt kế. Thứ nhất là cái nhiệt kế để đo nhiệt độ của mình, con mình có bị sốt hay không. Sốt là trên 37 độ C, cái nhiệt độ trong người mình 37 độ C, cho mình phải đo nhiệt độ của mình là bị là có bị sốt hay không, mà sốt dai dẳng như thế nào đó. Cái thứ hai là mình có thể mua một cái đồ để đo cái lượng oxygen trong người của mình đó, nếu mà có, ok. Rồi có thể máy đo huyết áp nữa, ok. Bây giờ đây những cái này để mình nói cho quý vị biết là cái máy đo huyết áp và cách đo như thế nào, rồi đo nhiệt độ như thế nào. Đây là một cái máy đo huyết áp. Đây quý vị, đây đây là cái máy đo huyết áp nhá. Bây giờ mình đo huyết áp, ví dụ mình bấm lên như vậy, thì mình bấm xong đo huyết áp, mình đặt cho tay mình đo huyết áp, thì mình biết cái số, để chỉ cho quý vị nghe coi. Thì cái số trên này á là cái huyết áp, mà ở trên gọi là systolic, số dưới á là diastolic. Còn cái này á là cái nhịp tim của mình, ok. Còn cái này á là oxygen của mình nhé. Thường á là cái nhịp tim của mình, cái huyết áp của mình nó trung bình á, một người bình thường á, cái huyết áp á là trung bình á là khoảng 120 trên 80. Trên 140 trên 90 là cao, mà dưới 100 là thấp. Thí dụ quý vị đo huyết áp mà thấy nó tụt xuống dưới 100 là biết
mình phiền rồi, ok, là mình có vấn đề rồi, là cái lượng nước trong mình nó giảm xuống, cho nên mình phải cần uống nước vô, uống nhiều nước vô, ok, uống nước cam hay nước gì cũng được hết á. Cái hai, cái lượng oxygen á, khi mình bỏ vô cái ngón tay này nè, à, cái này là cái pho sót nè, quý vị bỏ cái này vô cái ngón tay nè, nó đo cái máy này, đó, cái máy này nó sẽ đo cái lượng oxygen trong tay của mình. Thấy cái số này, cái này chớp chớp chưa? Đấy, nó sẽ báo cho mình biết cái lượng oxygen trong người mình bao nhiêu. Một người trung bình á, hiệu của mình đi là 97, 98 và 100. Ví dụ mà quý vị bị nặng á, mà con virus á, nó vô trong người của mình rồi á, thì oxygen này nó sẽ giảm xuống dưới 90. Nếu mà dưới 90 là hơi phiền rồi đó. Nếu mà cái lượng giảm cái oxygen trong cái máu của mình nó giảm xuống á, là mình hơi bị phiền rồi. Cho nên lúc đó là mình phải cần nghĩ đi, phải cần đi nhà thương rồi. Ok. Đó thì mình cần những cái đó. Thứ nhất cần cái đồ đo nhiệt kế, cái đồ đo huyết áp, cái đồ đo lượng oxygen trong người của mình như thế nào. Thì mình đo như vậy thì mình biết. À, nhưng mà thực sự bây giờ ở Việt Nam đa số cách ly thì mình nghĩ không có mua cái đó được. À, nếu mà mình bị sốt thì mình phải làm sao? Mình lo sốt. Ai cũng nói là uống Tylenol, Advil đúng không? Nhưng mà thực sự bên này bây giờ mình thấy ra Costco này nọ, thuốc người ta cũng mua, người ta gửi về Việt Nam hết rồi. Cho nên bây giờ đi vô mấy Costco cái hàng mà hàng thuốc á, Tylenol, Advil này nọ, thấy chống banh, chống bắt là người ta mua, người ta gửi về Việt Nam hết rồi, nhưng mà không đủ. Bây giờ nhiều người bị bệnh quá không đủ. Cho nên khi quý vị bị sốt á, nếu mà không có thuốc á, thì phải làm sao? Có thể quý vị có thể dùng chanh. Chanh nó trị sốt rất là hay, quý vị cắt quả chanh ra nữa, quý vị vuốt từ đầu xuống chân á, là nhiệt độ nó sẽ giảm thôi, ok. Với cái thứ hai quý vị có thể là nếu mà có nước đá hay nước lạnh nó chườm lên trán này nè, thì nhiệt độ nó sẽ xuống, ok, nó sẽ giảm nhiệt độ xuống. Rồi nhiều người ta nói là dùng vitamin C này nọ, rồi ăn gừng này nọ. Thực sự vitamin C đâu mà có mà uống. Bây giờ bên này thấy ra ngoài kệ cũng không còn vitamin, cái hộp vitamin C nào mà mua. Vitamin C nó đầy trong thức ăn á, nó trong cam nè, nó trong chanh nè, nó trong bưởi nè. Nếu quý vị uống được nước cam với nước chanh với nước bưởi thì đầy vitamin C rồi, đâu có cần phải uống vitamin C nữa, ok. Nhưng mà khoa học chứng minh á, thực sự vitamin C á, nó có thể giúp hệ thống miễn dịch, nhưng mà nó cũng chẳng giúp được cho mấy cái vấn đề mà nó chống lại con virus này. Cho nên khi mà quý vị mà đã bị con corona này, mà quý vị uống mà mấy ký vitamin C thì nó cũng chẳng ăn thua gì hết. Cho nên mình phòng hơn chữa bệnh, mình ăn uống đều đặn, rồi mình uống nước nhiều, rồi mình ăn trái cây vô, nếu cần vitamin C như vậy. Rồi gừng thì nó nóng chết đi được, ăn được một ly gừng thì có nhiều người nó nóng quá, miệng nó lỡ mặt đầy mụn ra rồi sao mà ăn gừng được nữa. Rồi nhiều người bảo phơi nắng để chống con virus, giết con COVID. Không phải, đừng có làm như vậy. Nếu mà muốn giết con virus này á, là phải cần nhiệt độ 70 độ C trong vòng 3 phút. Mình phơi như vậy thì mình cháy đen thui rồi, còn đâu mình con virus nó chưa chết thì mình đã chết rồi. Nhưng mà nhiệt độ đâu mà ra 70 độ. Việt Nam nóng nhất hay bên này nóng nhất chỉ có 40 độ thôi. Mà phơi 70 độ thì ai mà chịu cho nổi. Đó, cho những cái điều mà quý vị nên biết là như vậy, không có làm những cái điều không cần thiết. Đó, ok, bây giờ trở lại vấn đề là khi mình bị con COVID này rồi á, thì mình làm cái gì, ok? Khi mình nghĩ mình ngoài cách ly ra rồi, mình đo nhiệt độ của mình đừng có hoảng loạn, mình uống nước nhiều, mình ăn uống, mình nghỉ ngơi. Cái phòng mình là phải thoáng gió ra để cho mình có không khí, mình hít thở cho cái phổi mình nó vẫn hoạt động nha, ok? Thì như vậy thôi, uống nước nhiều. Và mình bị sốt thì mình uống nước nhiều, tại vì sốt thì mình mất nước. Mình nếu mà có thuốc chống sốt thì mình uống, không thì mình vuốt chanh hay là mình lấy đá mình đặt lên đầu thì sốt nó sẽ giảm thôi. Sốt không á thì chưa cần phải đi nhà thương đâu, ok. Như vậy thôi. Nếu mà quý vị mà nếu mà bị như vậy mấy ngày nó hết á, nhiều người bị COVID mà chẳng bị sốt luôn, nó bị đau vớ vẩn thôi, nó không sốt, ok, đau người đau vai không bị sốt. Nếu mà bị sốt rồi thì làm những cái vấn đề đó. Nếu mà nó không hết nữa, những cái trường hợp nào no. Trước khi nói về vấn đề đó thì mình nói luôn về cái F0 với F1 cho quý vị hiểu. F0 là những người đã bị nhiễm rồi mà người ta chứng minh là nhiễm rồi, nó làm PCR đó là có nhiễm rồi. Còn F1 là những người in contact, có người là giống như là sống chung hay đụng chạm với người F0, đó là F1. Cho nên khi quý vị mà nghĩ bị, đừng nên đi cách ly, không nên đi cách ly. Tại vì nếu mà quý vị đi cách ly á, ở Việt Nam bây giờ mình thấy đi cách ly vô đó nằm không à, nằm với nhau rồi còn bị lây cho người khác, rồi lây cho mình. Ví dụ mình chưa bị nặng nó lây thêm cho mình nữa, virus cái số lượng trong đó mà cái phòng nó rất là nhỏ.
cái phòng nó bằng đó thì bao nhiêu người bị bệnh, cái lượng con virus trong không khí nó thật là nhiều luôn. Cho nên mình đã lỡ bị rồi nó bị nặng hơn nữa, mà chưa bị còn bị nữa thì đi cách ly làm cái gì. Nếu mà được ở nhà, quý vị nên ở nhà, ok, bị rồi hay không bị F1, F0 nên ở nhà, ok, ở nhà và làm những cái điều mà mình vừa nói đó, ok. Uống nước nhiều nè, uống nước chanh, nước cam là để cho có lượng vitamin C nếu mà cần, ok. Rồi nghỉ ngơi, đừng có hoảng loạn, ok, đừng hoảng loạn. Tại vì mình càng buồn, mình càng sầu não thì cái hệ thống miễn dịch mình nó càng yếu đi, ok. Rồi mình phải mở cửa sổ ra thông gió để cho cái phổi mình thở. Nếu mà đi lại được thì cứ đi lại được để cho cái phổi nó làm việc. Đó là như vậy. Đó, khi nào mình phải cần đi nhà thương. Mình cần đi nhà thương á là khi á mình khó thở, mình thở không được nữa, mình thở hổn hển như vậy á, nó gọi là increased work of breathing and dyspnea, short of breath. Khó thở lắm. Tại sao khó thở đau ngực là tại sao? Tại vì con virus nó đã vô phổi rồi, nó ăn vô phổi rồi, mà nó ăn vô hai cái bên lá phổi, cho nên là nó làm ra đầy nước trong đó, cho nên cái phổi nó thở không được, nó không có trao đổi khí được, cho nên là rất là khó thở. Khi mà khó thở như vậy á thì trái tim nó phải đập mạnh hơn để nó chuyển cái máu và ấy để lên phổi để nó chuyển đổi không khí, cho nên nhịp tim nó sẽ lên, tim nó đập mạnh, nó gọi là palpitation. Tim nó đập mạnh lắm và cảm thấy rất là khó thở và thở không xong nữa. Thở hơi hay ngắn mà thở nhanh. Thực khiếp nè. Người trung bình thì thở khoảng 16 cho tới 18 thôi. Nếu mà các bạn thở mà, quý vị mà thở mà trên 20, 20 mấy, 30 là ok, là cái đó là có vấn đề rồi. Rồi lấy cái này này đo cái oxygen. Đo cái oxygen trong cái tay mình, cái lượng oxygen trong tay mà nó giảm xuống dưới 90 là có vấn đề rồi đó. 90% nhá, 90% là có vấn đề rồi, cho nên cái trường hợp đó là mình phải đi nhà thương. Ok, nếu mà có oxygen ở nhà, nếu mà có bình oxy ở nhà thì bỏ vô mũi. Nhưng mà mình nghĩ ở Việt Nam bây giờ oxy đâu mà ra. Rồi hồi đấy ở bên Canada với bên các nước bên này thực sự cũng không có đủ máy thở luôn, không có đủ oxygen luôn để cho người ta thở. Rồi cái thứ hai nữa, khi nào cần đi nhà thương, nó sốt hoài mà nó sốt chừng 3-4 ngày mà nó sốt không hết, sốt quá trời sốt, có nghĩa là con virus, lượng virus nó quá nhiều rồi, sốt không hết. Rồi có thể bị ngất xỉu luôn, khi dù mà nó tấn công hệ thần kinh của mình á, thì nhiều người bị xỉu luôn. Đó, thì những cái trường hợp đó nặng lắm á, thì mình mới nên đi nhà thương thôi. Thực sự á, bây giờ nói ra con virus này nó không có thuốc chữa, không có thuốc nào để đặc trị con virus này hết á. Nếu mà quý vị vô nhà thương á, thì người ta chỉ làm supportive care thôi, cho mình thở oxygen thì may ra cái hệ thống miễn dịch mà nó đánh lại thì có giúp cho oxygen vô thở nhá, rồi người ta bơm IV fluid vô, giống như là cho nước biển vô để cái người mình nó có nhiều nước để mà nó khỏe lại, để huyết áp nó lên. Nếu mà hư thận thì người ta lọc thận, nếu mà thận nó yếu thì người ta lọc thận, tại vì con virus này nó sẽ làm các bộ phận trong người mình hư hết, nó tấn công các bộ phận mà multi organ. They can call organ failure, có nghĩa là nhiều bộ phận lắm, các bộ phận nó tấn công hết, cho nên người ta chỉ làm supportive care thôi. Thực sự bây giờ không có thuốc chữa, thuốc nào không có thuốc chữa, nào là remdesivir này, anti monoclonal antibody rồi huyết tương này nọ, chẳng có thuốc nào mà chữa hết nó hết á. Chỉ có mình chỉ chữa để giúp bệnh nhân phục hồi thôi, chứ không có thuốc nào mà chữa hết. Cho nên mình đừng có nghĩ mình vô nhà thương là nó sẽ hết đâu. Mà nói thật sự vô người ta đặt nội khí quản á, là lên cái máy đó rồi cái khả năng xuống rất thấp lắm. Đã lên rồi cái khả năng đó rất là xuống rất là thấp. Cho nên mình phải cần biết là mình phòng chống nó, mình phòng bệnh hay chữa bệnh. Mình đừng có ý. Đó là cái vấn đề, đó là cái vấn đề rất là lớn. Người cứ ý để lỡ có bệnh thì tôi đi nhà thương. No way. No, đừng có như vậy. Mình phải phòng chống. Mình đừng có bây giờ cách ly, mình có ở nhà đi. Đừng có ra ngoài. Đừng có nói chuyện với người lạ, đừng có đụng vô những cái gì mà mình nói. Nếu mà đụng vô cái gì hay làm cái gì mình nên rửa tay sạch, ok. Rửa tay, đeo mask khi đi ra ngoài, đừng có nói chuyện với ai rồi người lạ, rồi lại gần người ta, rồi này nọ. Ok, đi làm từ thiện thì cũng được, nhưng mà cẩn thận, mình phải bảo vệ sức khỏe của mình, rồi sức khỏe gia đình của mình nữa. Chứ đâu phải là cứ đi, mình thích đi đâu thì đi đó, xong rồi nó bệnh. Bao nhiêu người chết rồi, không phải là một người. Bây giờ cái con Delta này, thực sự nó Delta này nó lây rất là nhanh. Mà cái loại virus Corona nó lây, chứ không phải là lây. Con flu nó lây 1, con Corona lây 1 tới 3, 3 tới 9, 9 tới 27, nó lây như vậy đó. Nó lây rất là nhanh, cho nên là mình phải cẩn thận. Chứ không là chết người, bệnh này đừng có giỡn chơi với nó. Mình đã coi rất là nhiều người bị COVID rồi. Cái khả năng mà khi mà đã lên nhà thương mà đặt nội khí quản rồi,
thì không xong đâu. Nhưng mà thực sự bây giờ tình trạng á, ở Việt Nam á, mình thấy rất là nghiêm trọng. Tại vì toàn Việt Nam không biết có bao nhiêu cái máy thở bây giờ, cái Vinagroup or whatever, nó đang sản xuất máy thở, nhưng mà thực sự cho sản xuất đủ máy thở đi cho 100 triệu dân người Việt Nam đi, thì lấy đâu mà nhân lực, đâu phải cái máy thở ai cũng biết xài đâu, cái máy thở nó rất là phức tạp. Đâu phải là ai cũng biết xài cái máy thở đó đâu, ai ai cũng biết đặt nội khí quản đâu, đặt nội khí quản đâu phải là đơn giản đâu, mình intubate một người đâu phải đơn giản đâu. Mình phải làm cho người đó mê, mình phải làm sedation, mình phải sedation sau khi đặt nội khí quản rồi. Cái ống đấy nó vô rất là khó chịu, đâu phải giỡn đâu. Cho nên mình phải cho người ta thuốc để người ta mê, người ta ngủ, rồi làm thuốc cho người ta giống tê liệt hết, cho người ta không cảm thấy đau. Mà cái thuốc cái bơm như vậy một tháng trời, lúc mà tỉnh dậy thì còn lại gì, người nó óc, nó yếp thì nó hư hết rồi. Cho nên là đừng có mong là cứ thoải mái rồi bệnh vô nhà thương rồi đặt nội khí quản, không có đâu. Mấy cái máy đó nó chả giúp được cái gì, nó chỉ giúp người ta phục hồi thôi. Đa số cái bệnh nhân mà lên đó là cái phổi nó hư hết rồi, nó có bị ARDS, nó gọi là Acute Respiratory Distress Syndrome. Cho nên quý vị đừng có trễn chơi, đừng có đợi bệnh rồi thì chữa, tại vì thực sự chả có thuốc nào chữa đâu. Mình phòng bệnh hay chữa bệnh, nếu mà được cách ly ở nhà thì ở nhà, đừng có nên đi vô nhà thương, đừng có nên đi vô chỗ cách ly. Lây cho mình, lại lây cho gia đình của mình, rồi lây cho người ta nữa, chẳng được cái gì. Mình cứ ở nhà, chừng nào trường hợp mà tệ hại lắm á thì mới lên nhà thương, chừng nào mình như mình mới nói là tệ lắm thì nên đi nhà thương. Chứ còn cái đi đã vô nhà thương rồi, cơ hội nó sống sót nó thấp lắm, tại vì thực sự bây giờ bác sĩ chả có đủ, nhân viên y tế cũng chẳng đủ. Máy thở có thể có nhưng mà chẳng có ai làm được, chẳng có ai coi được, tại vì những cái nó rất là khó để control mấy cái máy thở đấy, không phải giỡn. Rồi thuốc men này nọ nó đâu có đủ đâu mà cho uống. Nên là cẩn thận, ở nhà cách ly, cần cái gì lắm mới nên ra đường. Mà khi ra đường thì cũng phải cẩn thận, nhớ rửa tay bằng cồn, bằng xà bông, đừng có đụng vô cái bề mặt gì hết. Đừng, tốt hơn hết là đừng có đụng vô cái mặt của mình, rồi đừng có tiếp xúc với người là lạ ngoài nhiều. Những người trong nhà của mình thì mình biết thôi, đó là như vậy. Và hy vọng sau này á, có vaccine rồi á, thì cái khả năng nó nhiễm đỡ hơn. Và khi mình chích vaccine rồi á, thì mình cái nếu mà có bị bệnh đó thì khả năng mình bị vô nhà thương hoặc chết vì cái con virus này nó sẽ giảm xuống. Ok, rồi mình cũng muốn nói chút thêm về vaccine. Những người nào mà đã chích vaccine rồi á thì nên nhớ những cái điều này. Có hai loại vaccine nhé, có bốn loại vaccine bây giờ. Canada và Mỹ này chỉ có bốn loại vaccine mà người ta công nhận thôi, còn những vaccine khác FDA là federal, cái cơ quan mà approve á, cơ quan mà coi về mấy cái vaccine, người ta không có approve, người ta không có chấp nhận các vaccine nào hết. Chỉ có bốn loại thôi. Thứ nhất là Pfizer, thứ hai là Moderna, thứ ba là Johnson & Johnson, thứ bốn là AstraZeneca. Hai cái đầu tiên á là Pfizer and Moderna, nó gọi là mRNA vaccine. Hai cái đấy sau nó gọi là vector vaccine. Hai cái đầu á, quý vị chích ra mỗi thứ là hai liều, AstraZeneca cũng hai liều. Khi mà chích hai liều xong rồi đó thì khả năng nó cho phòng chống con virus lên tới 70-80% rồi. Ok, nhưng mà nó có thể bị lây, nó gọi là breakthrough infection, có thể trong thời gian mình chích vaccine mình vẫn có thể bị lây, nhưng mà khả năng mình bị bệnh nặng hoặc mình bị chết nó ít hơn là những người chưa chích vaccine. Nhớ những cái vaccine này mình chích, người nào mà chích hai liều mà sau 2 tuần cái liều thứ hai là mình gọi là fully vaccinated, có nghĩa là mình được vaccinated đầy đủ 2 tuần sau khi cái liều thứ hai, nhớ là như vậy. Mà nếu mà ai có chích vaccine, nhớ những cái triệu chứng phụ của các vaccine này để mình để ý nhá. Pfizer và Moderna thì đa số các vaccine nó sẽ làm đau cái bắp vai, rồi đau cái chỗ nào nó chích, rồi người nó bần thần, rồi nó mệt, rồi có thể sốt trong vòng 24 tiếng, nó có thể sưng hạt mình lên, sưng các cái túi hạt lên. Những cái đó triệu chứng bình thường không cần thiết, mình có thể uống thuốc Tylenol, Advil nếu mình bị sốt này nọ. Hôm nọ mình bị chích đó, thì cũng y chang vậy. Liều thứ hai á, thường cái liều thứ hai á nó có triệu chứng mạnh hơn cái liều thứ nhất. Tại sao? Tại vì cái liều thứ nhất nó đã làm ra cái miễn dịch rồi, cho nên là khi chích cái liều thứ hai vô thì cái cơ thể mình nó tưởng cái đó là thực sự là mình bị nhiễm con corona, cho nên nó đánh lại cho nên là mình đánh lại cái con virus, nhưng mà thực sự á nó không có mạnh bằng cái thực sự mình bị nhiễm trùng thật, cho nên mình bị cái triệu chứng mà cái side effect á, chích cái liều thứ hai nó mạnh hơn cái liều thứ nhất. Nếu mà tệ hại nhất, những cái người nào mà người ta đã tệ hại nhất là nhiều người có thể bị nhiễm màng cơ tim hoặc là nhiễm cái cơ tim luôn, nó gọi là pericarditis or pericarditis. Nhưng mà thường á nó xảy ra những người dưới người 30 tuổi.
nam giới nhiều hơn nữ giới, và nó xảy ra trong vòng một tuần sau cái liều thứ hai, đó là vaccine của Pfizer and Moderna. Nếu mà trường hợp đó thì mình phải vô nhà thương, mình phải vô nhà thương mình coi. Tại vì nhiễm màng cơ tim á, nhiễm màng cơ tim hay là nhiễm cái cơ tim nó rất là quan trọng, tại vì nó có thể làm cho mình chết ngay lập tức. Tại vì tim nó không đập nữa thì mình sẽ chết thôi. Ok, đó là những cái đấy về cái Moderna and về cái Pfizer. Về cái AstraZeneca thì quý vị cũng biết rồi, nó có thể gây ra đông máu đúng không? Nhiều trong, nhưng mà nó ít lắm, một trong một người trên khoảng 250.000 người chích, hoặc là 1 trên 1 triệu người chích, có 1-2 người có thể bị. Nhưng mà nó có thể chết người, nó xảy ra ở nhiều người phụ nữ nhiều hơn là người đàn ông. Đó, mà phụ nữ trẻ dưới 60 á có thể bị. Nhớ nha, có thể cục máu á, khi mà người ta thử, khi mà mình chích trong vòng 1 tới 4 tuần về, mình thấy người mình bị khó thở nhá, rồi chân nó sưng lên, cục máu nó đọng dưới chân, nó có thể chạy lên, cục máu nó đọng dưới chân mình, nó gọi là DVT, deep vein thrombosis, nó đọng dưới chân, xong có thể nó chạy lên phổi. Khi mà nó chạy lên phổi, cục máu đọng trên phổi, tim nó không bóp ra được, thì cái tim nó sẽ, mà xe tim nó ngừng đập thì mình có thể chết, nó gọi là pulmonary embolus đó. Rồi nó có thể cục máu nó là cerebral vein thrombosis, là nó có trên cái óc mình, nó có mấy cái tĩnh mạch hay động mạch gì đó, nó đọng trong đó thì mình có thể nhức đầu, mình ngất xỉu và chóng mặt. Thì nhớ là những cái triệu chứng của cái cục máu như vậy. Rồi cái cục máu đó nó có thể xảy ra trong bụng, nó làm mình đau bụng, rồi ăn không tiêu nữa. Thì đó, cái khả năng mấy cục máu xảy ra như vậy khi mình chích cái vaccine đó và AstraZeneca về, thì mình mới nhớ để ý những triệu chứng đó. Rồi rồi cái vaccine Johnson & Johnson á, thì nó có một cái triệu chứng phụ á, mà không biết Việt Nam mình giờ có chích Johnson & Johnson, nhưng bên này không ai chích hết á. Triệu chứng phụ á là cái bệnh nó gọi là Guillain-Barré á, GBS á. Cái đấy thì nếu mà không chích vaccine thì nhiều người bị cái đó, là đa số người nào cũng bị bệnh tiêu chảy, hay là bệnh nhiễm trùng đường phổi nè. Đại khái cái đó thì nó như vậy, nó bị tê á, tê tay, tê chân, mà nó là ascending paralysis, có nghĩa là nó tê từ dưới nó mu lên trên. Đó, xong từ từ người ta sẽ liệt hết chân, liệt hết tay, hồi nó mu lên cái phổi, cái diaphragm, là người ta không thở được, là người ta chết. Đó, chỉ là như vậy thôi. Thì nhớ những cái vaccine nó triệu chứng như vậy, nhưng mà vaccine á, là nó có lợi nhiều hơn có hại, cho nên nếu mà được thì cứ chích. Nếu mà trộn cũng được, tại không ai chấm trộn vaccine á. Nếu mà liều thứ nhất á, mà chích AstraZeneca, liều thứ hai là Moderna hay là Pfizer cũng được. Bây giờ chưa có chứng minh khoa học nào là chích vaccine mà trộn á, là hại cho cơ thể hết á. Bên này người ta cũng trộn rồi, cho nên là nếu mà có vaccine thì cứ chích, ok? Mà bốn loại vaccine đó thôi, đừng có chích vaccine khác, tại vì thế giới là bên này chưa có chấp nhận loại vaccine nào hết. Cho nên là như vậy, cho nên quý vị phải nhớ là phòng bệnh hơn chữa bệnh rất là quan trọng. Nếu mà mình phải, cái đại dịch này nó sẽ còn kéo dài lắm. Bên Mỹ với Canada này bây giờ cái nó vẫn tăng lại, cho nên mình đi làm mình vẫn đeo mask, mình vẫn phải xịt tay. Mỗi lần mình coi bệnh nhân hay là mình đụng vô cái gì, mình vẫn phải xịt tay. Mình làm nhiễm trùng xịt tay. Đó, rồi mình đi lâu, mình ra chỗ đông người, bên này người ta không có bắt đeo mask ở ngoài chỗ công cộng nữa, nhưng mà mình vẫn đeo mask. Cẩn thận, chích vaccine rồi nhớ, chích vaccine nó vẫn có thể bị nhá. Những người chích vaccine vẫn có thể bị, nhưng mà những người chưa chích vaccine thì thôi, thì khỏi nói rồi. Cho nên quý vị cũng biết, cho nên mình cứ nhớ là phòng bệnh hơn chữa bệnh, cho mình, cho gia đình mình, cho cộng đồng và cho xã hội. Đừng có để nó xảy ra rồi mà mình tiếc nối, đừng coi thường nó. Tại vì con virus này nó chỉ là con virus, nghĩa là cái protein nó không có cảm giác gì, mình đừng có nghĩ nó thương mình hay gì, nó không có trừ một người nào hết á. Ai nó vô là nó vô, mà nó vô rồi, nếu mà đã bị nhiễm trùng rồi hên xui thôi. Mà đã khi nhiễm trùng và vô nhà thương rồi, khả năng mà đi ra thì cũng hơi khó. Tại vì nó nhiễm trùng rồi, cái hệ thống miễn dịch, tùy theo hệ thống miễn dịch của mỗi người thôi. Thôi thì mình làm cái video ngắn này như vậy để giúp quý vị hiểu thêm về con coronavirus này, để giúp quý vị hy vọng là mình phòng bệnh hơn chữa bệnh, mình sống qua cái đại dịch này. Nên nhớ là nó sẽ còn kéo dài lâu lắm. Mình nghĩ là Việt Nam á, hay trên thế giới này, nó sẽ còn cả năm, mình phải sống nó cả năm hoặc là hơn nữa. Và có thể có khả năng là nó không bao giờ nó đi luôn, nó cứ vậy ở với mình, cho nên là mình không trở lại cuộc sống bình thường như trước kia nữa. Không phải là mình cách ly rồi vài ngày, vài tuần là mình trở lại bình thường, không có đâu. Không có, nó sẽ cứ kéo dài như vậy. Cho nên mình phòng bệnh hơn chữa bệnh, mình cứ phải sống với nó,
sống với nó như sống với kẻ thù, mà mình sống với kẻ thù mà mình vẫn sống được, cái đó mới là điều quan trọng, nhớ nhá. Thôi, nếu mà quý vị nào mà có câu hỏi nào hoặc là muốn thì cứ nhắn tin cho mình rồi để mình trả lời, hoặc là mình làm cái video khác để giúp quý vị. Xin Chúa chúc lành cho mọi người và hy vọng mọi người sống khỏe qua cái đại dịch này. And thank you for your time, and God bless you all. And thank you very much. Bye bye nhé.